Anh Chi xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục đọc báo và điểm tin trên TTV thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021. Mở đầu với bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Nhóm tác chiến tàu sân bay Anh Quốc sẽ đến khu vực châu Á. Vào tháng 5, nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh Quốc sẽ đến khu vực châu Á, bao gồm hoạt động tại Biển Đông và ghé nhiều nước, gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Thông tin trên được hãng tin AP đưa vào ngày 26 tháng 4 và được truyền thông nhà nước Việt Nam loan vào cùng ngày. Theo tin, nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ lên đường cùng với 8 tàu tiêm kích trên bo, cùng với 6 hộ tống hạm, một tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, 14 trực thăng và một đại đội thủy quân lục chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết thêm sứ mệnh sắp tới nhằm thể hiện rằng Anh Quốc không bước lùi mà lại tiến thẳng đến việc đóng vai trò chủ động trong định hình hệ thống thế giới. Đây được coi là sự tập trung sức mạnh hải quân và không quân lớn nhất nhằm thể hiện chính sách của Anh về việc tăng cường sự hiện diện của mình ở châu Á. Dự kiến chuyến điều động của nhóm tác chiến tàu sân bay này kéo dài khoảng 6 tháng và các tàu này sẽ ghé thăm hơn 40 nước. Trước đó, hôm 21 tháng 4, khinh hạm HMAS Anzac và tàu tiếp liệu HMAS Sirius của Hải quân Hoàng gia Úc cũng đã có cuộc tập trận chung ở Biển Đông cùng với Hải quân Pháp. Phía Pháp đã cử tàu sân bay trực thăng NHD Tonnerre có khả năng đổ bộ binh lính và thiết giáp cùng với khinh hạm lớp Lafayette mang tên Surcouf F-711. Chiến hạm của Úc và Pháp được cho là đã làm việc và huấn luyện cùng nhau trong vài tuần trên khắp Đông Nam Á và Đông Bắc Ấn Độ Dương. Đặc biệt, hai chiến hạm của Pháp có kế hoạch ghé 10 cảng, trong đó có 2 lần quá cảnh Biển Đông và ghé thăm 2 cảng của Việt Nam, trong đó có cảng Cam Ranh. Cùng với đó là hôm 26 tháng 4, tại cuộc gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trước thềm cuộc họp các lãnh đạo ASEAN, Tổng thống Indonesia Joko Widodo kêu gọi Indonesia và Việt Nam cần kết thúc các cuộc đàm phán đang diễn ra về việc phân định ranh giới trên biển giữa các vùng đặc quyền kinh tế của hai nước ở Biển Đông để tránh sự cố ở vùng biển này. Tại đây, Indonesia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh các cuộc đàm phán về đặc quyền kinh tế vốn đã và đang diễn ra trong 11 năm qua. Thưa quý vị, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng tường trình về sự việc trên như sau. Tàu sân bay Anh Quốc thăm Nhật, Hàn Quốc trong chuyến hải hành đầu tiên đến Đông Á. Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh sẽ dẫn đầu một nhóm chiến hạm của Hải quân Hoàng gia đi qua vùng biển châu Á trong chuyến hải hành đầu tiên đến Nhật Bản và Hàn Quốc. Đại sứ quán Anh tại Tokyo cho Reuters biết tin vào hôm 26 tháng 4. Các chuyến thăm cấp cao nhằm củng cố quan hệ an ninh ở Đông Á diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực khi Nhật lo ngại về sự gia tăng đe dọa của Trung Quốc đối với Đài Loan. Trong tháng này, Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra một tuyên bố chung đề cập đến sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc và tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại Washington kể từ khi hai ông trở thành lãnh đạo của đất nước. Cùng với tàu sân bay HMS Queen Elizabeth và 18 máy bay chiến đấu tàng hình F-35B là hai khu trục hạm, hai khinh hạm và hai tàu hỗ trợ. Nhóm tác chiến do tàu sân bay Anh dẫn đầu sẽ phải đi qua vùng Biển Đông đang tranh chấp, nơi có khu vực mà Trung Quốc và các nước Đông Nam Á cùng tuyên bố chủ quyền, và sau đó nhóm chiến hạm Anh sẽ tiến đến vùng Đông Á. Nhóm tàu này sẽ cùng dừng chân ở Ấn Độ và Singapore. Chính phủ Anh Quốc cho biết trong một thông cáo báo chí rằng nhóm tàu Anh sẽ cùng với các tàu từ Hoa Kỳ và một tàu khu trục nhỏ của Hòa Lan sẽ thực hiện các cuộc tập trận với các lực lượng từ Nhật, Úc, Canada, New Zealand, Pháp, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Đan Mạch, Hy Lạp, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Ấn Độ, Oman và Hàn Quốc. Các tàu nước ngoài khác hiện đang ở vùng biển châu Á bao gồm một tàu sân bay đổ bộ của Pháp và hai tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ, trong số đó là USS Ronald Reagan đang neo tại Nhật. Là một đồng minh thân cận của Washington, Nhật là nơi tập trung lực lượng quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ bên ngoài nước Mỹ, bao gồm tàu chiến, máy bay và hàng ngàn lính thủy đánh bộ. Đây là chuyến thăm Nhật mới nhất và đáng chú ý nhất cho đến nay của lực lượng Anh Quốc. Trước đó, khi London và Tokyo tìm cách tăng cường quan hệ quốc phòng, Anh đã đưa tàu chiến, máy bay chiến đấu phản lực và quân đội đến tham gia các cuộc tập trận chung với Nhật Bản.